Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị, ngày 6 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, cung cấp, đề nghị truy tố đối với 74 bị can. Theo đó, Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ, 65 tuổi, ngụ Vĩnh Long, Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, giám đốc công ty trích nhiệm Mẫu Hàng, Đại Dương Hải Phòng, cùng 70 bị can khác, bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Ngoài ra, bị can Ngô Văn Thụy, nguyên đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, thuộc Tổng cục Hải quan, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kết luận, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng. Ngoài buôn lậu với Phan Thanh Hữu, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, Viễn còn hợp tác với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường đang bỏ trốn, buôn lậu 3 chuyến tàu với tổng số lượng 5 triệu 700 ngàn lít xăng lậu, trị giá gần 98 tỷ đồng. Cũng theo kết luận điều tra, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng trong đường dây đã nhiều lần tìm cách tiếp cận Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, để nhờ giúp đỡ. Khi đã nhận của nhóm hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng. Ngoài Ngô Văn Thụy, hữu còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, trước đó đường dây 200 triệu lít xăng giả này đã được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ triệt phá vào đêm ngày 6 tháng 2 năm 2021. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của chuyên án.